Xin chào tất cả anh em quay trở lại với Tứ Ca TV. Chào mừng anh em trở lại với kênh của Tứ Ca TV. Hôm nay anh em chúng tôi sẽ tiếp tục series vòng quay tử thần. Và hôm nay sẽ là một trò chơi mới. Ăn kẹo thối. Trò chơi ăn kẹo thối. Yeah. Sau đây để triển khai trò chơi thì anh em tôi sẽ vào trong phòng và bắt đầu vòng quay tử thần. Nhớ xem hết clip các bạn nhé. Nhớ theo dõi anh em. Bây giờ anh em chúng tôi sẽ chơi trò chơi quay vòng quay tử thần để ăn kẹo thối các bạn nhé. Wow. Hôm nay anh em chúng tôi vừa đặt ở trên Shopee về. Trong này rất là nhiều loại kẹo. Có kẹo nào? Này là ở Lào Cai 1, các bạn nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 loại kẹo. 10 loại anh em ạ. Không biết là bao nhiêu vị thối lên đây. Đây tôi thấy có vị... Vị nhà. Vị... Vị tất thối này. Vị... gì đây? Lau sàn. Cỏ lau sàn. Lau sàn. Vị găng tay này. Găng tay. Vãi cứt luôn. Đấy. Vị kem đánh răng này. Ui mẹ, vị giấy. Giấy chùi đi à? Rất là, cái món này là rất là xài đi. Thức ăn cho chó. Thức ăn cho chó rồi. Đâu xem bên này, xem bên này. Cái này rất là sai anh em nhá. Mình đặt tận trên Lào Cai nhiều rồi. Không biết là nó thơm hay là nó thối. Không biết, không đổi không. Bây giờ bỏ cái này. Ui. Thơm, thôi thối. Ngon lắm. Hơi bị dính các bạn. Quả thực là mở ra phát đã có mùi rồi. Bây, mùi thơm lắm anh ạ. Thơm lắm. Thơm. Trời ơi. À bây giờ em chơi này. Bây giờ em có luật chơi. Bây giờ thằng nào mà quay dính ô này mà không ăn được mất 20.000. Không, phải chơi tăng dần. Nếu thôi. Mà chú nhả lần 1 là 20.000. Ừ. Chú nhả lần 2 là 50.000. Ừ. Nhả lần 3 là 100.000. Ừ. 4 nhả đặt. Lần 4 là 200.000. Ừ. Đặt tiền chơi, chơi luôn. Là 5, chơi luôn. Chơi luôn. Chơi luôn. Chơi luôn. Chơi lớn luôn. Chơi lớn luôn anh em ạ. Đây là hai thanh niên ngu người nhất của năm 2018. Với trò thử thách ăn kẹo thối các bạn. Chơi là phải chơi lớn luôn. Nào. Bây giờ em với anh quản tù tỉ nào. À chơi trước. À. Xịt quá. Hạt là 1, 2, 3. Thôi. Chết. Hay. Quay đi, anh biết anh quay à? Biết thì quay gì? Quay. Thử thách đầu tiên dành cho thanh niên ngu người. Màu gì xanh. Màu xanh. Gì đây? Màu xanh đây. Màu xanh. Màu xanh. Nào, ăn xong rồi phát biểu xem nó là cái mùi gì cho anh em biết nhá. Mày nhà biết. Không biết là sẽ là dính vị gì đây. Vị gì? Cái vị này là... Kem đánh răng. À, kem đánh răng còn được. Thế màu xanh là kem đánh răng, giờ lượt tôi các bạn ạ. Được. Sao? Gì đây? Gì đấy? Màu này các bạn ạ. Màu... Màu này. Bảy màu. Đây là gọi màu bảy sắc cầu vồng. Mùi gì anh? Ngon. Thơm. Thơm à? Tí nữa khác là thơm. Như kẹo cao su các bạn. Vị cao su. Ngon. Như vậy là sau lượt quay thứ nhất thì là không có thằng ngu nào. Ê, nó phải bỏ tiền ra. Tiếp tục đi, vòng quay thứ 2. Cao su, cao su. Nào, vòng 2 anh em nhá. Nào. Ui, màu vàng. Đây, màu vàng này. Không biết kẹo này có dính cất không nhỉ? Màu này là màu phân phân lợn đi. Phân người. Không biết là phân lợn. Mời anh em phần thưởng thứ 2 nhá. Không biết phân lợn hay mùi tất thối đây. Nào. Vị gì? Mặt bắt đầu nhăn rồi. Thốn rồi anh em ạ, thốn rồi. Đạt được đi. Vị gì? Vị gì?
đang kiểu gì à? Đây đây anh em ạ. Đúng màu rồi, vàng vàng. Chắc là cứt rồi anh em. Màu vàng đúng là một cứt người à. Cứt người à. Cứt người. Nào. Bây giờ đứng lại anh ơi. Nào quất. Nào. Này tránh cái màu vàng này ra đúng không? Hai thanh niên ngu người. Màu gì đấy? Màu trắng. Màu trắng nhiều nhất luôn. Này. Màu trắng. Màu trắng á. Cứt trắng ơi. Cứt trắng ơi. Hai thanh niên này mà ăn kẹo thối sau này tối nay về mà đi chơi người yêu thì gọi là phải nhất. Gọi là phải kiếp luôn rồi. Thèm từ 200 này của anh. Ai dở ơi. Ai dở ơi. Mùi vậy. Nó ngọt nhưng mà ngay ngái à. Wow. Không biết là vị gì. Hay cứt chuột. Chuột có ngọt nhưng mà ngái lắm. Nha, bắt đầu. Ok, ăn bắt đầu vòng 3 nhá. Mời anh em xem vòng 3 nha. Đấy, nào. Đây một bỏ. Đỏ. Đây. Nó từ, phải không? Đúng nhau. Đây. Mùi đỏ này thối tiêu. Ăn được không? Nào, chén đi. Chuẩn bị gì? Chạy ra máu. Bị gì? Mồm nghẹn thối các bạn ạ. Thở ông thối luôn. Đi đi. Tắt tất thối. Hay gì nhỉ. Thôi. Nào, quay vòng bàn. Gì đây? Ôi, mẹ vỡ mồm rồi, màu vàng. Màu vàng. Lại màu vàng các bạn ạ. Màu vàng. Vàng nguyên mà. Đây. Vàng này chắc chắn là cứt rồi. Đây cho anh màu vàng. Vàng này bằng chấm. Vàng này là vàng nguyên. Trắng. Đây. Hai. Ôi thôi. Ăn hết. Cứt đây. Mùi thay tối chém. Đúng là mùi. Đúng là có mùi thật anh em ạ. Mặt rất biểu cảm anh em. Đâu là. Ê, xin hai chục nhá. Rồi. Thôi anh em ạ. Đưa đi xin hai chục. Đưa đi. Có chịu được không? Anh có chịu được không? Cho hết. Rồi anh em vòng thứ 4 nhá. Nào, 1, 2, 3, quay đệ. Chết rồi, lại màu gì đây? Màu xanh mà. Màu xanh gì đây? Xanh. Xanh này. Xanh đậm hơn. Đậm hơn, xanh nhạt hơn ở bên kia mà. Rồi. Chưa ăn màu xanh này phát nào luôn các bạn. Ăn 2 phát đi, bề tăng ca đi. Wow. Chất chơi vậy sao? Hồi chưa? Thôi chưa? Thôi. Bị gì? Ôi lậm cổ nó anh em ạ. Sợ quá ăn kẹo rồi tôi. Này lần sau mà quay dính liệu có ăn được không? Cái này vị này như là bị cứt cây xanh. Nói chung là ăn mà mồm mà nó không có cảm giác như nào. Tóm lại là thối lắm. Thôi. Chú vẫn ăn được gì? Vẫn cố. Từ từ quay lại cho mạnh hơn nhá. Nâu.
Ui giời, lại màu trắng. Lại màu trắng. Sướng vãi. Cứt rồi. Cứt trắng. Lúc nãy không phải màu trắng màu gì. Lúc nãy em màu này. Trắng vàng, đấy là cứt người. Đây là cứt chuột. Thôi. Với màu này là lợ, kinh quá. Không sao. Chơi tiếp nha, nào. Mời anh em thử phát cái nâu đi anh em. Nào, 1, 2, 3. Đấy. Lại màu xanh. Thôi ăn xanh lắm rồi. Quay cái khác đi. Không, chú ăn đi chứ. Không được anh quay bây giờ. Nào. Ê. Ê. Cái xanh này như khác như cái lúc nãy, thối quá. Sau khi ăn hết hộp kẹo thối này, khả năng là hai thanh niên ngu người tối phải đánh răng bằng xà phòng. Màu đỏ. Đây có hình cái thằng bụng miệng buồn nôn. Không biết có sao không, đây màu này các bạn ạ. Cái này này đỏ hơn này. Đồ. Ăn cái này này. Đây. Thì đúng màu à. Pha màu nó bị lẫn đỏ kia sang thôi. Này tí. Nó chính là cái này mà. Này tí chắc là đi học mà hôn bạn gái thì hỏi thiên luôn rồi. Cái nó đái ra quần. Hỏi thiên. Cái này bị mềm rồi. Đổi các bạn nha. Đổi. Phải đâu, mềm nó là cứt nhão. Ui. Ngoan được các bạn ạ. Một thanh niên nghe có vẻ đã. Cái mức độ thối của kẹo. Hai chục. Ok các bạn. Hai chục. Nào để đây, tí bên đâu anh lấy lại chú. Nào. Không quay của em nhá. Nào, 1 2. Màu này không để ăn được. Màu xanh nước biển. Kem đánh răng à? Kem đánh răng. Ngon, kem đánh răng. Lại nuốt được 20 rồi. Phải kem đánh răng không? Vừa mùi kem đánh răng, mùi thối. Nào, lượt nào. Ủa, kem đánh răng gì nữa? Nào. Lâu đến lâu ấy nhỉ? Ủi vãi. Vãi cứt. Đùa à? Lại gì đây? Lại dính viên này các bạn ạ. Thế thôi xác định luôn đi. Thôi, 50 đi. Sao 50? Cố được không? Xác định 50 đi. Anh em ơi. Thôi bạn ạ. 50. 50. Anh. Anh chơi tiếp ơi. 50 anh em ơi. 50 anh em ơi. Trời ơi, lại 50 rồi. 50 đã ra đi. Nào. Đến là mình nha anh em ạ. Nào, 1 2. Như vậy là Việt Nam đã thắng Malaysia 2-0 với tỷ số đá trên sân khách và không biết là đây. Đội chủ nhà có san hòa được không, các bạn theo dõi nhá. Đây viên này các bạn. Viên này đảm bảo thối luôn. Mày là... chết, tất thối ấy. Như kiểu là mới nghe thôi đã thấy buồn nôn rồi. Như kiểu là cái gì nhỉ? Quả trứng cút bị ung. Chính cút ung á. Thối không? Thối. Thối như nào? Phải rất thối không? Rất thối. Rất thối mà vẫn ăn được. Được, thanh niên này rất là khá. Tiền về đây rồi, không phải tiền đi mất đi đâu đâu. Bỏ tiền đi mày. Ngửi mùi tiền thì chả không thối là nào, bỏ tiền xuống. Bỏ em. Thôi. Vâng anh. Là tôi. Anh nghe. Phải ai? Gì đây? Màu xanh. Màu gì? Màu xanh nghe màu ấy. Màu xanh. Giữa vạch. Giữa luôn. Giữa vạch anh em ạ. Thôi chơi lại đi. Thôi rồi, quay lại anh em nhé. Màu đâu? No. Màu đâu? Màu này gọi là màu của... cứt chu. Cứt rồi.
rồi, dịch cái rồi. Như cái này thức ăn cho chó các bạn. Đúng rồi, thức ăn cho chó. Chó ăn đi. Chó ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Cấm nó nuốt chửng nhá. Mình phải nhai, phải nhá ra. Nhai. Tôi lại lít một lít. Nghe căng rồi anh em ạ. Nghe căng ấy. Lít một lít. Mùi bông em mùi kinh khủng luôn. Một lít. Đúng thức ăn cho chó. Mùi... có mùi cắp cỏ không ạ? Mùi cứt chó. Thanh niên cố nhắm mắt trong mũi để nuốt hết bắt đầu lại vòng nuôi anh em nha. Thức ăn cho chó và sau đây là thanh niên quyết. Gì đây? Lại một, lại giữa vạch rồi. Lại giữa vạch rồi. Nào, quay lại phần nữa nhỉ. Nào. Vẫn lại rồi, ui. Màu trắng. Lệch sang trắng rồi. Mùi thối lắm. Cái này như là giấy ăn hay gì đấy. Trắng là giấy, giấy vệ sinh. Không ăn được màu trắng đâu. Mùi cái gì á, mùi như kiểu là... Không ăn chỉ lợ lợ thôi. Này muốn nuốt được không? Nôn rồi, chưa. Dẫn nó đi. Có tiền anh em ơi. Như vậy là thanh niên quét cũng đã phải chịu thua đối với một loại. Mùi này không chịu thôi. Hai xịt. Lần đầu các bạn đã lấy được 2 chục đầu tiên. Mà lại là cỡ lại được một quả. Bên đến nữa anh ấy, mùi này mùi khó chịu thật. Chỉ còn 3 chục trong tay anh em ạ. Thằng này đỏ thế không biết được. Hey, giờ toàn rồi. Còn toàn lại toàn cái thối này. 2.5 rồi anh em ơi. Vừa mút được 2.5 rồi. Wow. Đấy. Nào còn thức ăn cho chó này, tất thối này. Đây còn một cái kem đánh răng với cái gì, cái này cái gái không biết là cái gì. Một cái vàng vàng này hình như là trứng hùng nhỉ. Rồi. Bây giờ quay như nào? Bây cháu búng nè. Quay luôn. Cháu đến ô này cháu phải kẹo ngon lắm, ăn thử xem được cái gì đâu. Rồi. Ăn thử cái ô nào ăn. Đây, cháu từ lúc cháu ăn được bình nhiều tiền. Đây, cháu còn 30 thằng này. Hai thằng này nó cá cược, quay được thằng nào ăn được. Đấy, nhiều thì nó cược. Được nhiều tiền. Làm phát thử cô. Làm phát thử. Nào. Mời các bạn xem nhá. Đúng đi đâu? Đây, còn bên này. Bên này. Ở đây đây, xanh đỏ đây. Thế như nào? Ăn thôi, ăn bên nào ăn bên đấy. Ăn xong một. Nếu mà nghe là mất tiền. Đây. Thử với em đi, khổ quá chết đâu mà lo. Đâu. Cứ ăn phải ăn hết đi. Nếu mà không ăn được thì phải không ăn được, phải mất. Phải xem ăn được hay không đã. Thử mới biết được chứ. Nếu nó ăn được bao tiền? Cũng ăn đi nào. Cứ ăn đi. Được 20. Chưa ăn đã đòi tiền. Nãy giờ bọn cháu chơi. Ăn đi. Không việc gì đâu, kẹo này không việc gì. Không phải là gì. Này, cây đắng ta được hết, không một cái gì không ăn được, không cái này. Thử luôn. Cái này kẹo ngọt, kẹo gì mà. Hai thanh niên ngu người đang thi thố với nhau thì có một vị khách rất là đặc biệt các bạn ạ. Nhưng mà qua giới thiệu thì khả năng là vị khách này thì cũng sợ bởi vì cái mùi vị của kẹo nên không dám ăn. Ăn không? Làm cái, làm không ăn thì làm sao biết nào, được? Nào có ăn không? Thử dám không? Thử đi vào cái gì? Ảo cái xanh thì lại ngon. Ngon này có gì? Đây, làm cái nữa. Làm cái nữa. Làm phát nữa không? Quay phát nữa. Quay phát nữa. Quay phát nữa. Không, nhúp hẳn cho cô một cái. Nhúp luôn viên, đây là viên đâu. Viên đâu đâu đấy, sô-cô-la. Sô-cô-la ăn cơm mà, cái gì đâu. Sô-cô-la la luôn. Nào, tao mày chơi tiếp. Được. Từ để cô ăn đã, thưởng thức đã nào. Đây. Được mà. Kẹo mua tận thủ đô, chả ngon. Kẹo mua tận đấy. Hà Nội không, quan đi Hà Nội. Làm phát đi. Thôi, ăn thế không? Con thử đi. Lần nào cô ăn đi xong mà. Phát biểu cảm nghĩ cái thế nào. Ngon.
Không, ăn cái miếng cái kia. Đây này. Ăn cái miếng này. Mua cho một vị hay thử sô-cô-la. Vị nào? Uống sô-cô-la thử vị này. Đưa nào, mùi này để xem là mùi gì nhỉ? Nó giống cái gì? Nó giống cái gì? Ngọt đây nào. Ngọt đấy. Ngọt là tê tê tê. Kem đánh răng. Bạc hà. Đấy cái này là sô-cô-la, cô ăn phát nữa thật mà. Đấy cái này là sô-cô-la này. Ăn nữa đi, đùa. Ơi giời. Chạy các bạn. Chạy chạy chạy. Nghe là tỉnh lắm anh em. Tỉnh lắm. Biết rồi. Tỉnh lắm. Nào. Nào. Bây giờ bay mà. Nào. Mất tiền trong. Tôi hai thanh niên này giải quyết nợ nần đi. Rồi, ăn xong bây tiền nào, đến lớp mình nhá, anh em nhá. Đâu. Nhóp. No. No. Also no. Còn 3 viên no các bạn nhé. Hai đảo một viên rồi. Ăn không nhỉ? Ăn đều. Lúc đầu thì ăn được, nhưng càng về sau thì càng ghê cổ. Nó là... Một thanh niên. Đã chưa? Ra rồi. Như vậy là thanh niên Đình Quyết đã lần thứ hai phải chịu thua. Và lần này là phải mất 50 cho thanh niên ngu người Trương. Đúng là cái loại kẹo này nó có từng màu anh em ạ. Cái màu này thì cả thanh niên Trương và thanh niên Quyết đều phải coi như là phải chịu thua để không ăn nổi. Còn lại 3 viên màu nâu. Lậu cổ các bạn. Còn 3 viên màu nâu. Một viên trắng, một viên vàng và một viên hồng. 3 viên thức ăn cho chó. Thôi, em một viên không biết là một viên vị gì. Em xin còn thua. Màu trắng là vị lờ lợ. Xin không thua. Ăn nhưng không cần gì. Xin thua. Là lờ lợ nó ghê cổ của nôn lắm các bạn. Bây giờ thanh niên. Này xin thua bây giờ, xin thua có luật. Xin thua bây giờ. Xin thua thì em phải nôn ra 3 lít. Không. Anh một lít thôi. Không, không chưa lấy tiền. Nếu cái này các bạn ạ, nếu mà tính viên tiếp theo là Quyết ăn dịch viên này nó phải mất 100.000. Viên nữa ăn tiếp viên này nó mất 200. Bây giờ nó đòi bỏ của tôi đôi 4, 6 viên. Nên là ít ra nó mất cả số tiền tôi cho nó chứ. Các bạn, nhà mất 1 lít thôi nhỉ. Giỏi. Mất 1 lít chú phải ăn. Mất 1 lít chú ăn 2 viên nữa không chú nghỉ. Thôi không ăn được thì thôi xin nó đi. Quỳ xuống bảo đại ca tha cho em. Thôi mất 140. Không. Không chơi. Không được. Thì bây giờ em cứ xin bỏ chơi rồi. Nhất thì biết chơi cùng, anh chơi. Không. Bây giờ chắc anh là chớ không chịu nổi. Bao nhiêu? Chú nôn 3 lít đây. Hợp lý không các bạn? Ai chơi thế nhỉ các bạn nhỉ? Không làm được thì phải chịu thôi. Chú ăn đi. Đỡ mất 3 lít luôn. Thôi. Kinh khủng. Các bạn ạ, à, nên đâm ra tôi lại lãi. Thôi cuộc chơi mẹ, anh em chúng tôi kết thúc được đây. Còn 3 bên này còn được các bạn ạ. Buồn nôn, kinh khủng luôn. Anh trả tiền cho em rồi. Thì không chơi nữa. Rồi ok. Giờ vẫn mắc răng các bạn. Mùi kinh khủng. Vẫn còn đọng trong răng. Vừa rồi thì anh em chúng tôi đã chơi vòng quay tử thần ăn kẹo thối. Quả thật là thối lợ cỏ luôn. Thối nhất là cái vị này các bạn ạ. Còn lại 3 viên không nuốt nổi. Vừa mất vị, mất 1 lít rồi. Nhưng mà không sao. Thì anh em nào thấy video này hay nhớ like và share và đăng ký kênh của anh em chúng tôi nhá. Nhớ like, share và đăng ký kênh của anh em chúng tôi nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.